Em xin chào các bác, đây là một cái video mà test hàng trước khi mà bàn giao cho khách hàng. Thì cái đơn hàng hôm nay thì có một chú khách, chú ấy qua cửa hàng và đang có nhu cầu là lấy cái con vang. Mã hiệu của nó là con, model của nó là con SV12, hàng chính hãng 100% đến từ thương hiệu là PS Audio. Thì em phải nhấn mạnh với các bác là với cái sản phẩm của PS Audio và đặc biệt là cái mã SV12 ấy, thì ở trên thị trường bị làm nhái làm giả rất là nhiều. Có nghĩa là kiểu dáng bao bì đóng gói tem mác thì giống y xì hàng hãng, nhưng mà bên trong cái linh kiện bên trong thì nó là hàng nhái. Thì linh kiện thì chất lượng nó rất là kém, thì âm thanh nó không hay cũng như là độ bền nó không được tốt như hàng chính hãng. Và rõ ràng khi mà các bác mua cái hàng nhái thì các bác sẽ không được cái quyền lợi bảo hành đúng như hàng chính hãng. Thì đây là cái bao bì đóng gói, thì ở bên nhà hãng người ta sẽ tặng kèm cho các bác là những cái dây ở bên trong, thì gồm có cái dây nguồn này, quyển sách hướng dẫn sử dụng này, dây Bluetooth và cái tô vít chỉnh. Cái sản phẩm chính ở đây thì em đã đưa ra ngoài và thử cho các chú khách đây. Đây là chú. Chú ở đâu nhỉ chú nhỉ? Chú đến từ đâu nhỉ chú nhỉ? Chú ở Đông Anh, rất nhiệt tình, rất là cảm ơn chú nhá. Rất là cảm ơn chú, một chú khách cũng đứng ra tuổi rồi và chú rất là nhiệt tình qua cửa hàng. Thì chú bảo là chú theo dõi kênh của bên Lương Âm Thanh thì rất thấy là rất là tin tưởng, rất là thích. Thì chú ấy đi chơi và chú ấy tiện chú tạt qua chú lấy cái con này. Và đây thì cái sản phẩm chính thì em đã đưa ra ngoài, ở trên thì cái tem mác của bên PS Audio, ở đây là một số những cái tem. Thì em lưu ý các bác là giữa hàng chính hãng và hàng nhái cái tem mác nó giống y xì. Nó chỉ khác nhau cái duy nhất đó là cái chất liệu linh kiện bán dẫn ở bên trong. Thì có nghĩa là cái hàng chính hãng ấy, thì người ta sẽ sử dụng cái mà linh kiện mà tốt nhất, linh kiện bán dẫn là tốt nhất. Ví dụ như là bình thường các bác sử dụng nguyên chất 100% thì cái hàng nhái người ta sẽ dùng cái nó chỉ là độ khoảng 70%, 80% thôi, nó không được nguyên chất, thành ra là cái âm thanh của nó không hay và độ bền nó không được cao. Ở đây thì với cái con vang này thì em vừa lắp vào các bác nhé. Và ở đây thì em sẽ lấy đường tiếng ở trên TV, đường tiếng ở trên TV qua đường cổng quang học là truyền tín hiệu âm thanh bằng ánh sáng này, là cái đường tiếng mà hiện giờ là các bác sử dụng nhiều nhất. Và ở đây thì em đang sử dụng mấy con đẩy này. Thì con đẩy này trong cái video này thì em cũng giới thiệu luôn là con đẩy này, con đẩy hàng thanh lý nhá. Bác nào mua thì liên hệ với bên em. Nó tầm độ khoảng tầm khoảng 2 triệu thôi các bác nhé. Bán thanh lý cho các bác tầm khoảng 2 triệu, hơn 2 triệu một chút thôi. Bác nào nhanh tay thì ấy. Mà con này thì con này nó 500W một kênh, hai kênh là 1000W, đến từ thương hiệu là WAV. Mã của nó là con LT500 này. Đấy là con đẩy là thanh lý, con đẩy là thanh lý. Đây lắp vào con đẩy thanh lý và một đôi loa full đơn bass 30. Và đây các bác sẽ nghe cái phần âm thanh ở đây em để tất cả những chế độ âm thanh mộc hết nhá. Không căn chỉnh bất kỳ một cái gì cả, để nguyên hết. Đấy, thì với cái con hàng chính hãng của nó nghe cực kỳ đã luôn. Đây thì bác sẽ nghe cái phần âm thanh thì tiếng bass nó rất là dày dặn và tiếng trung và tiếng chép thì nghe rất là rõ tiếng và sáng tiếng, và cái tiếng tép tí tép ấy, tiếng tí tách ở loa nghe rất là đã luôn ạ. Thì cái cách lắp đặt ở đây thì cũng rất là đơn giản, có dây nguồn vào này, dây đường tín hiệu nhạc từ trên TV xuống này. Đây là hai cái đường dây tín hiệu mà ra, các bác lắp vào âm ly cũng được, lắp vào cục đẩy cũng được. Ở đây thì em lắp vào cục đẩy thì sẽ có tặng kèm các bác hai sợi dây ca lông hai đầu. Còn trong trường hợp mà các bác lắp với âm ly thì em sẽ tặng kèm các bác là dây ca lông ra hoa sen, và cái dây cáp quang này sẽ tặng kèm các bác dây xịn dài 3m và có thêm cái dây ra súp và cái dây rắc kết nối với cả đầu đĩa đầu hát. Ở phần phía sau thì con này là đời cao, nó cũng có đầy đủ tất cả những cái đường tín hiệu, ví dụ như là đây là loa trái loa phải này, đây là đường loa center là loa trung tâm này. Đây là đường loa super. Super thì chúng ta sẽ có hai cái chiếc áp để chỉnh về cái âm lượng của loa super và chỉnh về tần số cắt bass này. Đây là cái loa center thì chúng ta sẽ có cái công tắc này để mà lựa chọn là loa center là phát tiếng nhạc hay tiếng mic này. Đây là âm lượng của loa center này. Đây thì chúng ta sẽ có đường cổng quang này, đây có đường AUX1 và AUX2. Nếu mà chúng ta sử dụng cái đường AUX thì chúng ta rút cái nút cao su này ra, nhưng mà đa phần bây giờ là các bác sử dụng đường cổng quang. Ở đây là cái chiếc áp âm lượng an toàn. Chú ơi, cái chiếc này là chiếc áp an toàn nhé. Ở nhà chú mà có sợ nhà có trẻ nhỏ thì chú sử dụng cái chiếc áp này để giới hạn cái ngưỡng âm lượng cực đại ra loa ấy. Đấy thì ví dụ như các cháu mà nó vặn ở phần phía trước này, vặn to hết cỡ ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái nút này để mà giới hạn là vặn to hết cỡ thì âm lượng nó chỉ đến thế thôi. Đấy, cũng như là cái đây là cái giới hạn an toàn của tiếng mic. Và đường tín hiệu ra thì chúng ta có thêm cái đường hoa sen là đường ra đường hoa sen nữa. Thì một là các bác sử dụng jack ca lông, hai là jack hoa sen. Thì giữa jack ca lông và jack hoa sen này cái chất lượng tín hiệu nó là ra là như nhau các bác nhé. Đường tín hiệu mic ở đây chúng ta sẽ có ba cái lỗ mic ở phần phía sau, lỗ 6 ly này và cái đây là lỗ ca lông. Đấy, thì chúng ta sẽ lựa chọn theo cái sở thích của chúng ta. Đây là cái dây mà thu phát tín hiệu Bluetooth giao tiếp với điện thoại. Con này thì nó có chế độ là giao tiếp không dây với cả điện thoại các bác nhé. Đây là em đang thử một cái mic. Các bác có thể là sử dụng mic có dây hoặc là mic không dây thì tùy ý vào các bác. Ở đây thì em sẽ sử dụng luôn là một cái mic có dây để thử cho khách hàng cho nó nhanh, để em thử cái từng mic này.
lên 6 7 1 2. Ở đây thì các bác lưu ý hộ em là em đang để chế độ là tất cả là chế độ là âm thanh mộc hết các bác nhé, âm thanh mộc hết, không căn chỉnh cái gì cả. Các bác sẽ nhìn đấy, tất cả 12 giờ hết, tất cả 12 giờ hết, và đang sử dụng một cái con đẩy rẻ tiền thôi đấy, nhưng mà các bác thấy cái âm thanh nó rất là hay. Chú mua về để nâng cấp âm đi đúng không? Vâng, thì rất nhiều khách là mua những cái con vang này để mà nâng cấp âm đi, thì rõ ràng là chắc chắn với các bác là khi mà lắp vang với cả âm đi thì âm thanh nó sẽ hay hơn rất là nhiều khi mà các bác sử dụng âm đi. Vì là trên cái hệ thống mà vang này thì nó là hệ thống mà xử lý âm thanh đời cao, thì nó có nhiều những cái linh kiện cũng như có nhiều những cái tính năng nó hiện đại hơn với đời mới hơn. Ví dụ như là có cái bo chống rú zit mic thì ở rõ ràng ở trên âm đi chúng ta không có bo chống rú zit mic, thì con này nó có bo chống rú zit mic thì chúng ta sẽ tăng cái tiếng mic lên và hát nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó không bị mệt và hát tiếng hát nó sẽ hay hơn. Và cái hệ thống mà xử lý cả tiếng nhạc và tiếng mic thì nó sẽ chuyên nghiệp hơn rất nhiều so với âm đi. Đấy, thì ở chế độ là âm thanh mộc thôi nhưng mà các bác nghe cái âm thanh nó rất là hay. Thì cái con này thì là nhà hãng là người ta sản xuất và phục vụ là cái nhu cầu của người Việt Nam. Thành ra là khi mà người ta thiết kế và sản xuất thì người ta đã sử dụng cái linh kiện cũng như là cái cách sử dụng cũng như là cái cách chỉnh mà cái âm sắc theo cái cách sử dụng của người Việt Nam. Thành ra khi mà các bác sử dụng ở cái chế độ là chế độ âm thanh mộc là chưa căn chỉnh cái gì cả, là các bác cắm vào các bác vặn hết 12 giờ là nghe âm thanh nó đã rất là ok, rất là hay rồi. Thì khi mà chúng ta chỉnh thêm nữa thì nó sẽ còn hay hơn, nó sẽ còn chuyên nghiệp hơn nha các bác nhé. Đây là chế độ là âm thanh mộc các bác nhé. Đây là chế độ là âm thanh mộc, không căn chỉnh gì cả. Các bác nghe phần âm thanh rất là hay. 6 7. Ở đây thì sẽ nhỏ cho nhỏ bớt cái phần hiệu ứng xuống. 6 7 1 2. Tiếng rất là hay. Ở đây thì nó sẽ có cái màn hình hiển thị, ở trên màn hình hiển thị nó sẽ nháy theo nhạc, đây em sẽ đưa nhạc lên ạ. Ở đây là có cái đường center, các bác muốn cái đường center nó nháy thì các bác sẽ có cái công tắc ở phần phía sau này, các bác sẽ ấn cái công tắc lại để cái công tắc center nó nháy theo nhạc nữa. Đây. Đấy, các bác thấy là nghe ở chế độ là âm thanh mộc thôi nhưng mà nghe rất là thuyết phục luôn ạ. Chú nghe thấy đã không? Đấy, để chế độ âm thanh mộc cho chú nhá. Thực tế luôn là cháu chưa chỉnh cái gì cả. Đây là chú khách. Vâng, vâng. Đấy thì cái sản phẩm thì đã test xong và chú khách nghe thì đã rất là ưng ý rồi. Thế bây giờ em sẽ dán tem bảo hành cũng như là lấy phụ kiện cho chú. Chú lắp vào âm ly đúng không? Ở đây thì bên em sẽ sắp phụ kiện cho khách hàng ở đây và dán tem bảo hành. Thì khi mà bên em xuất hàng cho khách hàng thì bao giờ bên em cũng có thợ kỹ thuật là đưa ra test tất cả chức năng hoạt động bình thường. Thì sau đó mình mới đóng gói bàn giao cho khách hàng. Thì cái sản phẩm này đã ok thì em sẽ bàn giao cho chú khách đây. Rất là cảm ơn chú đã nhiệt tình đến tìm bến với cửa hàng chú nhá. Chú đi bộ từ đường 5 vào đây à? Chú đi xe buýt à? Đi xe buýt mà. Thế thì tí cháu bảo nhân viên bên cháu đèo chú ra cái bến xe buýt. Thưa các bác là bên em thì giáp ngay cái đường quốc lộ 5 mà từ bên đường xe buýt lại đường xe buýt nó dừng ở quốc lộ 5 ấy. Thì vào đến nhà em thì chỉ đi bộ độ khoảng 200m thôi các nhá, đi bộ khoảng 200m thôi. Thì cũng rất là tiện đường giao thông. Đấy, thì em giới thiệu sơ qua về sản phẩm này. Và bên em là bên lương âm thanh, các bác sẽ liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988646683. Và bên em là bên đại lý phân phối của một số hãng, thì trong đó có thương hiệu PS Audio thì bên em là bên đại lý phân phối cấp 1. Các bác lưu ý đặc biệt là trên thị trường Việt Nam ấy thì có rất nhiều hàng nhái, hàng giả. Thì khi mà các bác lựa chọn mua những cái sản phẩm thì các bác hãy tham khảo và mua những cái đơn vị mà uy tín để chúng ta mua đúng cái hàng chính hãng, để chúng ta sẽ có cái sản phẩm mà giá trị của nó tốt nhất cũng như là cái chế độ bảo hành về sau theo cái hàng chính hãng là chuẩn nhất. Đây thì các bác thấy là số lượng hàng ở bên em thì có rất là nhiều, cục đẩy công suất đấy, một loạt những cái dòng cục đẩy công suất này. Ở phía đằng xa kia là những cái dòng vang cơ, vang số, mic không dây, thiết bị quản âm nguồn, hệ thống đầu màn chọn bài này, loa phun, loa súp, loa cột, bàn mixer. Và kho hàng ngoài này cũng vậy, còn rất là nhiều hàng, cũng như là cái kho hàng ngoài này còn rất là nhiều hàng để phục vụ các bác trong cái lĩnh vực mà âm thanh hát karaoke. Thì bên em là bên đại lý phân phối, thành ra là cái số lượng hàng hãng bên em rất là nhiều, đủ chủng loại để phục vụ các bác. Thì với cái thương hiệu PS Audio cũng như là bên DB Acoustic cũng như bên Next Acoustic thì bên em là bên đại lý phân phối, thì khi mà các bác mua thì các bác hoàn toàn tâm. Đây là một số những cái giấy chứng nhận ở bên em là bên đại lý phân phối, số lượng hàng rất là nhiều và 100% là hàng chính hãng để phục vụ các bác. Ở đây thì thêm một cái nữa là đây đang thợ kỹ thuật của bên em đang nói chuyện với chú là chú ngoài cái con vang này ra, chú nghe nhạc hát karaoke bình thường thì chú có sử dụng thêm nhạc cụ đúng không? Nhạc cụ của chú là cái đường tín hiệu mà xuất ra của nhạc cụ ấy thì nó sử dụng là cái jack 6 ly đúng không? Cái jack này đúng không? Jack này đúng không? Thì cái jack này thì sẽ có rất nhiều phương án để chú sử dụng.
Một là chú có thể là cắm vào đường mic cũng được. Cắm vào đường mic mà chú chỉnh ở trên cái nhạc cụ đấy, chú chỉnh được bass, trung tép, và đồng thời chú chỉnh ở cả hiệu ứng ở trên cái đường nhạc đấy, hiệu ứng echo ấy, trên cái đường nhạc đấy. Hoặc là chú có thể là chuyển từ cái jack, không dùng jack này mà chú dùng cái đường AUX. Thực ra thì nó có để chú lựa chọn. Chú dùng jack này cũng được, mà dùng jack AUX là cái jack hoa sen ấy. Đây là cái jack hoa sen nó như này này chú này. Đây ạ. Đấy, cái nhạc cụ của ra thì không cứ là cứ bắt buộc phải dùng jack này, mà chúng có thể chuyển đổi từ cái jack này có là jack 6 ly, chuyển sang jack sắc RCA này. Jack hoa sen này thì chú cắm vào đây này. Đây. Cắm vào đây. Nhạc nhưng mà là cái chỗ đàn nhị là đàn ấy nó không có cái đồng như này. Vâng. Nó không có đầu, toàn bộ như đầu như này hay gì? Đầu này, nhưng mà đây chú muốn là Jack, chú muốn dùng cái jack ca lông này gì? Sau đó thì chú kiếm thêm một cái là cái này chú đấu lối ra. Nghĩa là cái này đấu ra ngoài thôi. Vâng. Sau đó thì có cái một đây có nghĩa là thay vì là chú ví dụ như là cái đây là cái 6 ly đúng không? Rồi. Chú cắm thẳng vào đây đúng không? Rồi. Thì không nói chuyện làm gì đúng không? Cắm thẳng luôn, nó không phải lối gì cả. Rồi. Nhưng mà chú muốn cái lỗ này đúng không? Rồi. Cái lỗ này mà nó truyền ra lỗ 6 ly này đúng không? Đấy, đấy. Được, có cái jack đấy chuyển cho chú. Có nghĩa là đầu chuyển từ cái ca lông, đây là ca lông cái, ra cái jack 6 ly cái. Rồi. Cháu bảo chú nhá, đây nhá, cái jack này thì hầu như là cái jack kiểu gì người ta cũng làm được. Thứ nhất là chú là ở cái đầu cái nhạc cụ của chú là cái lỗ này cắm vào đúng không? Rồi. Đúng không? Rồi. Thì bây giờ một đầu là chú cắm vào đây. Rồi. Đây, một đầu cắm vào đây. Đây là cái đường mic vào. Rồi. Và một đầu là chú cắm vào nhạc cụ. Đây, một đầu này cắm vào nhạc cụ. Thì xong là chú lấy cái dây AV này này. Rồi. Chú lấy cái dây AV là chú muốn dài bao nhiêu thì dài, đúng không? Rồi. Một đầu chú cắm vào đây. Vặn nhỏ mic xuống. À đây, một đầu chú cắm vào đây đúng không? Rồi. Là truyền tín hiệu một đầu còn lại của cái dây này. Chú sẽ cắm vào cái lỗ này. Rồi. Đây, rồi. Cắm vào cái lỗ này. Đây, cắm vào cái lỗ này. Thế là có nghĩa là chú sẽ cắm cái đầu này vào nhạc cụ và cái đầu này vào con vang. Rồi. Ok chưa? Đấy, chú cần mấy cái jack này cho tặng kèm chú. Đấy, cho chú hai bộ nhá, cho đưa chú hai bộ nhá. Đấy. Đấy, ok chưa? Thì cái dây này thì chú như này nó rất là đa năng, ở cái chỗ là chú muốn cắm bao nhiêu mét cũng được. Đấy, thì cái dây này dài ngắn bao nhiêu mét cũng được. Đấy, thì đây đoạn này được cắm vào nhạc cụ. Ok chưa? Ok chưa? Còn cái đoạn này thì jack 6 ly thì cắm phát ăn luôn rồi. Đấy. Thì chú khách ở đây thì chú ấy có dùng thêm những cái nhạc cụ chú dùng đàn gì nhỉ? Đàn bầu. Đàn bầu. Thì trong cái đàn bầu là trong cái tiếng mic thì chú lại chỉnh được ấm sắc luôn đàn bầu, bát trung tép. Xong rồi chú chỉnh được thêm một phần equalize nữa. Không, cho to nhỏ nữa được. Nó chỉ còn mỗi cái vâng. Cái này thôi. Đúng rồi, nhưng mà khi mà vào đây ấy, vào đây thì trên cái đường xuất ra của đàn bầu thì chú chỉnh được ấm sắc được luôn nữa. Bát trung tép của đàn bầu nữa. Đấy, mình vừa đánh xong mình chỉnh được cái trên vang đây, chỉnh được mà. Vâng. Nếu mà chú về chú không biết chỉnh thì chú gọi Zalo cháu hướng dẫn cái chỉnh cho. Rồi. Thì chỉnh được cả ấm sắc luôn, chú to nhỏ. Đây là mấy mét? Đây chú cần mấy mét để đối ra đàn? Chú có cần dây đấy không? Đấy, chú cho chú mà cái đó là cái gì? Đấy là chú tách hai dây này ra thành hai dây được nhá. Đây là dây đôi mà chú tách ra thành hai dây, mỗi dây cắm cho một cái đàn. Chỉ cần muốn mộc thôi. Vâng, đấy thì tặng luôn chú cái đoạn dây đấy. Vâng. Ok. À, đấy thưa các bác, thì thêm một cái nữa là ngoài cái hát karaoke thì chú khách này chú dùng thêm nhạc cụ nữa. Thôi về chú xé. Rồi ok, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Em xin ngừng cái video tại đây. Rất là cảm ơn chú nhá. Con vang này, em nhắc thêm các bác là cái con vang này thì bên em là chỉ bán hàng chính hãng thôi. Với cái khung giá ở dưới cái con vang này với cái khung giá là dưới 2 triệu đồng các bác nhé. Ở đây thì em chỉ ướm chừng kinh tế thôi các bác ạ. Cái giá tham khảo là dưới 2 triệu đồng. Vì giá thành thì nó sẽ thay đổi theo thời gian, có nghĩa là tăng hoặc là giảm theo thời gian tùy vào cái nhà hãng, tùy vào thời gian để mà các bác mua cái sản phẩm này. Và để mà có cái giá ok nhất, giá chính xác nhất thì các bác sẽ liên hệ trực tiếp với bên em. Và em nhấn mạnh với các bác là bên em chỉ bán hàng chính hãng của PS Radio thôi. Thì các bác mua thì các bác hoàn toàn an tâm. Và cái sản phẩm này trên thị trường thì bị làm nhái làm giả rất là nhiều. Và rõ ràng khi mà chúng ta mua cái hàng chính hãng, dùng cái hàng chính hãng thì âm thanh nó sẽ hay hơn và độ bền nó sẽ cao hơn. Và về sau thì nó sẽ có những cái chế độ bảo hành chính hãng nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Khi mà bên em kiểm tra xong thì bên em sẽ dán cái tem này, sẽ có ngày tháng năm bảo hành này, cũng như là địa chỉ của cửa hàng các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Em xin chào các bác ạ. Và để liên hệ với bên em thì các bác sẽ liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988646683. Cảm ơn các bác, xin chào các bác ạ. Các bác thì đã đóng hộp bàn giao cho khách hàng cái con vang ở PS Audio, hàng chính hãng của PS Audio các bác nhé. Đây đã bàn giao chú cái mã là SV12.